Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Theo HCDC, chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines từ Anh hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, lúc 4 giờ 30 ngày mùng 2 tháng 3. Trên chuyến bay này có hành khách N.H.N. HCDC thông báo các hành khách đi trên hai chuyến bay này liên hệ ngay số điện thoại 0869577133 để được hỗ trợ các biện pháp phòng dịch bệnh COVID-19 cần thiết theo quy định. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Kiều Hồ TV nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hình như là con nhái đang bị con rắn cắn đó mọi người. Cũng im re luôn rồi. Chắc nốt rồi quá. Nhẹ làm mạnh quá sợ. Chạy à.